Mến chào anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu và tiếp thị đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu Victor. Em này thì có model là CR7. Em này thì về thì bên em đã đậu thêm hai má gỗ cho anh em để anh em thích hợp để bày ở các cái âm ni có vùi gỗ. Và bên em cũng đang có sẵn em để nguyên là không có hồi gỗ anh em nhé. Đấy, anh em nào mà muốn mua có hồi gỗ và không có hồi gỗ cũng không sao. Giá của một bộ hồi gỗ thì nó chỉ vài trăm nghìn thôi. Kích thước ngang là 43, sâu là 32, cao 15.5. Công suất ra là tiêu thụ điện là 20W và em này là chạy điện 100 anh em nhé. Với tổng thể phía trước thì là anh em không thể là không hài lòng được với em lọc xì này. Anh em chú ý kỹ nhá, em đi máy đi rất gần này. Mặt không có một vết xước luôn. Anh em nhìn kỹ nhá. Em đưa máy đến rất là gần để cho anh em nhìn nhá. Giá của sản phẩm này thì nó cũng khá là cao. Em đang bán dưới giá là trên 9 triệu chưa có hồi gỗ nhá. Anh em nào lấy hồi gỗ thì cộng thêm tiền. Chi tiết hơn thì anh em có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0981 956 486. Em nhắc lại em này là mặt mũi nhé, phẳng căng, không có một vết xước luôn. Đấy. Rất hiếm khi là được một em phẳng căng như này. Em này sở hữu 24 cần chia đều cho hai kênh. Giải thấp nhất là xuống 16 Hz và lên cao nhất là 32.000 Hz. Đáp tuyến giải tần của em nó là cộng trừ 12 dB. Sử dụng được rất là nhiều cổng kết nối đầu vào, 3 cổng kết nối đầu vào, 2 đường tép 1, tép 2 và đường xua này. Đấy, đây là đường line out, out. Đây là tính năng bật để gọi delay equalizer time này, là bật cái trễ của cái tiếng nhạc lên. Đấy. Và em này thì có thêm khá là nhiều các cái tính năng. Đầu tiên là tính năng từ 0 suy giảm xuống âm 6 dB cho tiếng nó bé đi này. Hoặc là cái tính năng control ranger là anh em sử dụng ở cái giải này là ở đến cộng trừ 12 dB hoặc cộng trừ 6 dB nhé. Thì ấn vào thì sẽ đến đây thôi, giải nó thu hẹp lại xuống cộng trừ 6. Và một tính năng nữa là tính năng reverse, đảo ngược cái cách chỉnh, ví dụ từ thấp thành cao và từ cao thành thấp. Đấy, bây giờ ví dụ như này là đang trung cao này, tép bát đều là thấp nhất. Bây giờ muốn tăng tép thì anh em gạt xuống dưới. Anh em nghe được không ạ? Đấy. Và bây giờ thì anh em bật đúng như chế độ bình thường thì là lại đang mất tép. Với em này thì bên em đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Giá của sản phẩm này thì em đang bán với giá là trên 9 triệu. Anh em nào muốn lấy hồi gỗ thì cộng thêm tiền giúp em. Còn giá em báo là giá là trên 9 triệu là chưa có hồi gỗ nhé. Rất là hay. Điều đáng tiếc nhất của em này đó là em không biết sao mấy anh em bên Nhật lại khoan ba cái lỗ, không biết là treo hay là làm cái gì ở trên em lọc xì này. Máy thì em vẫn bao zin bao nguyên bản nhưng mà có mất ba cái lỗ rất là nhỏ và bên em đã xử lý đi rồi, nhưng mà vì là máy nó quá đẹp nên em không muốn là đi tân trang lại cái lóc ấy, vì cái lóc nó không ảnh hưởng gì nên là em không muốn tân trang, mà bây giờ mang đi sơn thì nó sẽ mất giá trị của con máy nên là em quyết định là để lại nguyên. Và thông báo đến anh em là có một cái điểm trừ ở phía trên nóc nhé, phía trên nóc nhé, anh em nhìn này. Đó. Người ta khoan ba cái lỗ, người ta bắt ba cái vít vào thì bên em đã nhả vít ra và đã phủ bằng lấp bằng một cái lớp keo. Đấy, còn góc cạnh của mặt trước thì không thể chê được, rất rất đẹp luôn. Anh em nào quan tâm thì có thể là nhanh tay liên hệ giúp em qua số điện thoại em đã ghi sẵn trên bàn, nên em ship hàng toàn quốc khi có cọc nhé. Còn em cam kết là máy đẹp 100% luôn, bao zin bao nguyên bản.
anh em nhìn thử những cái chi tiết chữ này, rất sắc nét nhá. Máy rất là đẹp này, các cái đầu lúm này. Đây là nút qua qua hay không qua qua. Đây là không qua qua anh em nhé, qua qua này. Đấy, rất là hay. Có nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ giúp em nhé. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin phép tạm dừng video tại đây. Anh chị em nhớ đừng quên like và subscribe kênh của Hoàng Nam Audio. Chào các bác.